sinh tồn ngồi đéo hoang nè. Nay mai mình xuống đây mình sinh tồn ngồi đéo hoang. À, sẽ giống nắm mèo quá nhờ. Đâu đâu đưa cho kìa coi, thấy con ốc ngồi hồn nữa rồi. Ở trong đây nè, nó không chịu đi. Nè, đây coi là con ốc mình nó mượn cái đồ ấy đó, qua đây gỡ cái con đây cho con tắt máy rồi. À, con ốc gì đây quên rồi. Ở trên TikTok này nè. Con ốc bông tay. Không phải ốc bông tay. Trời. Trời, trường quét, trường quét. Đây đây, con cầm này. Sao dở cháy vậy tè? Dương sĩ khô nè. Chú eo eo cháy vô đó. Lửa lớn rồi chưa? Tắt luôn rồi. Đây thì hiện tại bây giờ là Tiết Kiệt đã tới Ninh Vân rồi. Cái địa phận này của Ninh Vân là tận cùng luôn á. Là không còn được đường nào mà đi nữa. Từ Ninh Hòa mà xuống vô đây là một buổi trời. Hai chú cháu đi xuống địa điểm của Ninh Vân đây là coi như là tận cùng luôn rồi. Bên kia là cái con tàu không số kìa. Bên kia đảo khỉ á chú. Ui da. Luôn đây là hồ nước trong á chú. Xe hô. Coi chừng nó tí nha. Đi xuống như kia coi thấy người ta bắt cái gì. Này. Chỗ này là tận cùng của Ninh Vân rồi. Kìa, ở ngoài kia có mấy con đẻo nhỏ kìa. Thì từ chỗ Tiết Kiệt xuống đây là đi lúc mấy giờ biết? Hình như là chắc con 8 9 giờ đúng không? Giờ xuống đây 12 giờ hay sao? Này có mấy con đế đẹp chưa? Ý, coi chừng nó tí. Con má thấy con cua chứ. Đây, đi trước kia cam ra. Cái tiền hết trơn. Cua kìa ví à. Cua kìa. Đó. Đó, nó bò trên đế kìa. Kìa to kìa. Ây chè. Dỡ cái quần lên. Quần rít trơn đấy. Quần rít nó trơn nó tí nha. Đây coi nghe, người ta bắt cái vô kìa. Lồng đây nè, hết rồi đây rồi. Đây là tận cùng của xã Ninh Vân này. Còn đây là biển kia là có mấy con đẻo nhỏ kìa. Ai chè đẹp nha. Trong đây là cái đây là san hô. Ai chè, cái ghê giống con ké hay chơi sư tử kìa. Ca lỗ tai kìa. Cua quế trời cua luôn hả? Nó lành vế đúng không? Ai chè con này con. Hả? Một hang luôn. Sao bỏ cái đó hả chú Tý? Đâu. Kìa. Không thật tay xuống được sợ nó kịp. Biển trong chưa? Đúng không? Kìa nó bò lên kìa cua kìa. Không phải đi này bắt một tù cả giường nó bắt cua. Mình chỉ bắt cua. Đây là rong nho sao chứ? Rong thường. Giống như là rong nho nhưng mà không phải. Ế thì chú. Đâu? Cái con nè. Đó phải cá cần nè. Cá cần câu không? Câu sao câu?
Ủa sao rong nhiều quá chứ. Bữa sau đi mượn cái phần không về con. Cảm ơn. Đây chưa chứ. Từ từ nè, anh theo bắt cua. Cua chừng trơn á nha. Có mấy tầng đế. Đây từ từ như này. Đây có tầng đế bị khóe. Ôi cha. Mình sẽ thử là bắt này kìa. Như đây không có cua, con gì nhiều lắm. Nè, chỗ này. Kìa, cầu dân này, nhưng mà người ta đánh bắt cho sạch được. Nè, đúng rồi, người dân người ta đánh bắt. À, chạy cái bãi kìa. Bãi đế lộn chỗ mình. Kìa, người ta đi mò gì vậy chứ kìa. Đây kìa, ông anh kìa, ông đánh bắt ké kìa. Kìa, ông chú kìa, ông bắt ké kìa, xe tay sư tử. À, chú bắt ké đi vừa, vừa ốc vừa ké đây. Hay chê. Cái kiểu ở ngoài kia mò kìa. Đó, người ta mò đó, tức cút quá. Đây kêu là sinh tồn ngồi đéo hon nè. Nay mai mình xuống đây mình sinh tồn ngồi đéo hon vậy sao? Đây kia. À. Xuống đây mình xin ăn chứ. Thấy người ngư dân bác à. Này. Chỗ này kiểu như một cái đéo vậy. Này xem thằng đế. Cua kìa. Quế trời cua. Kêu cua bơ bơ la 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 la. Ấy chạy ở. Lanh nhờ. Ốc gì? Kẹo. Ừ. Đúng có kẹo luôn á chứ. Ừ, nhỏ nhỏ không? Quần nước trong. Chăn cái quần lên cho đỡ nó ướt. Cuồng ở trong nữa chứ, trong vắt luôn không? Nè, sao cái bãi kìa. Người ta đây, người ta đánh bắt. Ở ngồi kia người ta cũng đang lặn kìa. Cái này kẹn á, mà câu được ha. Đây, chú cháu mình coi thư chứ đây, nó có ốc không? Chắc chú nghĩ là có á. Điều mình không chiên á, nên là mình không. Đây 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 đây. Phải ốc không? Nghe cái vỏ. Cái vỏ chưa. Rồi đi cũng sạch cửa chưa, không có một chút rét luôn. Không có chút rét luôn. Thank you.
Vì chỗ này nè, nó cách xe trung tâm kiểu là tận cùng. Không có bị cua nào bự bự không? Cô đi khéo khéo cẩn thận nha. Kiểu ở mình đánh bắt quá tải giờ nó không còn này dễ lên. Giờ thì sạch rồi chưa? Kiểu không có bè con á. Ôi, ngư dân rồi. Ở dưới đây họ kiểu chỉ dạng đánh bắt thôi. Cái người tê cũng không xuống xuống dưới này. Do là dưới này nó xe quá. Nè, cô trừng san hô nó cắt chân. Kìa cua nó bò kìa, cầu lổm ngổm luôn. Nhưng mà mình thấy rồi mình bắt không được. Nó chạy nhanh quá. Đây kia là một ngày rồi. Ừ. Ây da. Sạch nhờ, nó không có rác nữa. Ít nhờ. Nói chung là cái kiểu người ta không đến nữa. Còn trên đây là cái vực núi nè, đây. Xét đỉnh núi luôn. Đây là biển. Ngư dân thì hiện tại bây giờ nè. Ý da, chờ. Ngư dân là họ chỉ sống ở dưới kia thôi, đó, ngay chỗ phỉnh ở đây thôi. Còn lên trên đây thì hiện tại bây giờ là không còn ai nữa. Chỉ có kiểu người ta tới đây người ta đánh bắt kìa. Thuyền ở ngoài kia kìa. Vì chỗ này là tận cùng rồi. Một tí rồi tí kiệt si tới ngày trước kia quay con tàu không số. Là cái di tích lịch sử là kêu con tàu không số. Đây hiện tại bây giờ mấy chú cháu thấy cái cảnh ngay chỗ đây đẹp quá, ghi hình lại. Này chè. Con đi cẩn thận nha. Cua. Ấy xe cua. Ô kìa, xe tử. Thôi đi vào, nắng quá. Thôi đi vào. Ủa đẹp chưa? Này nó có một nguyên một cái bãi luôn. Kìa người ta đánh bắt người ta vào kìa. Nè dính rồi. Thử thách sinh tồn. Ủa cái kia đi phải chưa? Chưa tới con vớt cái kia lên thử rồi. Cái chùm gì ta? Sẽ giống nắm mèo quá nhờ. Thôi đi vào. Nắng quá. Đèn vui chỉ không? Ồ cái này nó cứng luôn như kiểu như san hô luôn trời. Đây nè. Ây da. Thì kiệt đi trên này nó kiểu như san hô luôn. Nó đóng lại cứng ngắc luôn. Kìa, người dân họ đi đó đánh bắt ghé kìa. Này xe. Về nắng chứ. Kìa. Đây xung quanh đây. Đây người ta đánh bắt rồi giờ người ta vào kìa. Ui quế trời ghé luôn. Thôi đi mấy chú cháu mình đi về cho nghe nghỉ rồi. Giờ nắng. Con còn đang muốn chơi. Ừ, muốn chơi rồi. Ui trời cái kia nghe chỗ kia sẽ điện thu vậy trời. Hả? Chỗ đó hả? Dạ đúng rồi. Này trời. Được chưa? Hết rồi, tới đây là hết rồi, hết đường đi rồi.
không? Đây trên tảng đá này có những cái rãnh đây nè, chắc là do nước xói mòn, thời gian lâu là nước cũng bị xói mòn vào những tảng đá này, tạo ra những hình rãnh. Này, biết chưa? Đây, còn ở trên đây là núi nè. Xem bên là núi luôn. Cái đây là biển. Khém phé, đéo hoang. Đéo không ai tới. Này chỉ có ngư dân thôi. Đó, kéo cái chào đó. Kéo như cái bóng ấy. Có kéo thì bắt không được. Nào, để cho Kiệt chi chụp cho con ra. Đó kì. Tới. Hay chưa. Đéo không? Đéo không có ai nhấc tay ở. Nghĩ giờ nó đang quay nó bắt ké à. Thôi, cái gì sẽ vào chỗ cho trốn. Này nóng quá. Này đúng là đéo hôn luôn. Không có người. Đây khám phá cái đảo hòn này. Hiện tại bây giờ tới chỗ đây thì người nói chung là họ di dân, họ bắt họ mà cua ốc thôi, người thì không có, nên là đảo kêu là đảo không có người. Không biết là nó bắt gì rồi đây. Chào ý. Sư tử. Con gì? Ốc mượn hồn mượn. Nó có chân nữa đúng không? Ốc mượn hồn. Thôi đi vào cho nó nắng sư tử không? Cháy về hết. Đâu đưa cho kìa coi thấy con ốc mượn hồn đó rồi. Nó trong đây nè, nó không chịu đi. Nè, đây coi là con ốc mà nó mượn cái từ ở đó qua đây gỡ cái con này cho con tắt máy rồi. Ừ. Thì chỉ là đéo hoang nè. Đây cua đây ấy xe. Lại đứng trên đây nè. Tao gỡ cho con bắt. Nè. Chết rồi, nóng quá nó chết rồi. Hả? Nóng quá nó chết rồi. Trời ơi. Tạo gơ thao thẻ nằm lại. Trời. Đây quay đang gỡ cái gì không? Gỡ cái gì? Thôi đi về sư tử rồi, nó nóng quá. Cháy về hết. Đâu?
lặn xuống đi luôn. Đâu cái này đâu? Thôi chứ sẵn gì nữa. Cô chừng nó trơn. Ôi trời, nước sâu quá. Con gì? À, con ốc gì thế quên rồi. Ở trên TikTok này nè. Con ốc bông tay. Không phải ốc bông tay. Đúng rồi. Bông tay nó nằm ơi, ở dưới đất đó mà. Ốc bèn tay. Ở trên TikTok có mấy người họ ăn con ốc này nè, mấy trăm ngàn ký lận. Kìa nhiều quá chứ. Đây 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 đây, quay kỹ lại nè. Đó. Là khó lấy quá. Đúng rồi. He he. He là ốc ốc mà quỷ. Ốc mà quỷ nữa ông. Tôi ốc thì độc lẽ. Mình có không rành nữa là này phải hỏi dân biển nè. Rê chưa con? Nhớ chú Kiệt mấy bữa là thấy người ta ăn trên tóp tóp á. Cái rễ nó mọc tí mắt à. Chụp 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 chụp. Trơn trơn quét trơn quét. Đây đây con cầm nè. Ây da. Mày đưa em con cầm mấy cho. Thôi 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 thôi. Đây để cho Kiệt xin lên. Ây da. Ây da. Tí đi con tàu không số. Đây kìa kìa, nó nằm trong trong cái kỹ đế quế trầu luôn thấy không. Nhưng mà nó mọc gì khó lấy. Phá cửa cửa được á đúng không. Một xem đứng đây thì rung chứ. Dính vé không sư tử. Khó lấy rồi bỏ đi. Sẽ thử hèm hay nó đi bắt cua. Hả? À, đúng rồi. Con nó ăn được mà. Kìa đi kìa. Càng chim chim lên muối luôn thấy không. Núi, bên này núi, bên này biển. Không có một bóng người. Để sống sót nơi hoang dã nè. Sinh tồn ngồi đảo hoang. Đi bắt cua bắt ốc. Mà kiểu này không có cua không có ốc à. Nè có hầu con nè. Hả? Thôi chắc là Tiết Kiệt chứ kết thúc lại tới đây á. Chuẩn bị sắp xếp thôi. Đi tìm chỗ nghỉ về trong mát đây. Sư tử. Xin tao ngồi đéo không. Lấy con ốc ma nãy con ốc mượn hồn á nướng. Này người ta làm lò đúng cũng phải bén ra chứ. Ủa sao nó cháy kiểu gì vậy? Cháy cái lé nhưng chỉ khô chưa cháy củi mà. Tao có ốc mượn hồn đó, chưa thử. Con
Nào, nó có chất dầu quá, nó cháy, sao dở cháy vô ta? Dương sĩ khô nè. Chú, ẻo ẻo giống kiểu không? Ủa mà sao dưới đây nó dở cháy hơn trên rừng ta? Đúng không? Ốc hồn đâu bỏ lên cho nó đi. Nướng, 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 nướng luôn, đúng rồi. Kìa, 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 kìa. Ờ, dưới kia người ta, người ta hơn. Người ta không có bén không? Bén rồi mình mua. Mua vài con, mình lên mình nướng. Mua. À, kìa, 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 nó, ui, nó lội ra kìa. Đó, 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 đó. Lấy nước chú. Hả? Phải lấy chai nước. Chai nước chị? Lại lấy chai nước cho coi. Nhanh luôn, cho nó rợn sống. Nó cháy rồi. Nó cháy rồi đó. Đây 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 đây. Dập lửa cho nó. Chị để đi chị luôn đi. Chưa chín mẹ. Không phải, con cho nó re thôi mẹ. Thôi cuộc cho nó có chất dầu cho nó cháy dữ không? Này che. Ù con nó cháy nè. Cái cây gì nó có chất dầu sao nó cháy dữ. Cháy luôn. Chết luôn. Chết luôn. Chín chưa? Chưa. Bỏ vô lại muối luôn. Ừ. Thôi cuộc nó cháy đẻ chưa? Giờ làm sao bỏ vô? Lửa lớn rồi chứ. Đây, lại lấy thơm mới lấy dùng. Chị khô nữa rồi chứ. Này. Rồi bỏ vô luôn cho nó chín luôn. Mình ăn thử rồi. Rớt ra luôn rồi. Hả? Rớt cục thịt chưa hả? Rớt rồi. Đâu? Cục thịt đâu? Hầu này nó cháy đẻ rồi chưa? Này này có ké đồ nướng không? Đi thử nó đi quất. Đúng rồi nó có chất dầu rồi sao á? Buông nó bắt nè. Ui. Bỏ chai nước vô nấu luôn. Đây, củi khô đầy đây. Tắt luôn. Khói nó sợ con sao con đi đâu cái nó tắt nó chỗ đó. Đó, ui vậy rồi nó cháy đó. Ủa mình nhớ mình đốt ở trên rồi. Giờ mình phé là quan trọng. Để có ké rồi nướng không? Để sinh tồn ngồi đéo hon. Đây, thịt mớ đây. Cháy đẻ gì vậy? Ồ. Cái gì vậy? Ở trên này anh này không cần thở luôn hả chú? Nó có chất dầu hay sao á? Nấu mầm đế không? Không mày dưới đây nó tính đây nó cũng dở cháy rồi cho. Tới đây lâu hơn mùi mới nhóm lửa lại cái bàn cái này bằng
cách không có cồn nữa. Nhưng mà nó biến chưa? Chế eo eo luôn. Đó, nó sắp lại muối rồi kìa. Mình phải cho nhiều bố. Lấy rong biển lên, biết. Ăn rồi ít béo. Má giờ đi kiếm chỗ ăn cơm mới chứ đâu mà. Dạ. Dữ. Đúng rồi. Trời ơi, cây nó dở cháy gì chứ. À. Này là mình đi mình nhóm lửa cho có nướng mầm đế. Mầm đế. Thôi, giặt cái bía. Nóng